quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Phát hiện mảnh vỡ máy bay quân sự Nga chở gần 100 người ở Biển Đen. Cơ quan khẩn cấp địa phương phát hiện đồ đạc cá nhân nghi của hành khách trên Tu-154 tại bờ biển Sochi. Theo Sputnik, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận phi cơ Tu-154 mất tích đã rơi xuống Biển Đen. Tai nạn xảy ra khi phi cơ tăng độ cao, tổ bay khi đó không thông báo gặp sự cố nào. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ phát hiện mảnh vỡ phi cơ cách bờ 1,5 km ở độ sâu từ 50 đến 70 mét. Nguồn tin nói, chúng tôi phát hiện vệt dầu trong lúc kiểm tra vùng biển cách bờ 6 đến 8 km, nghi rò rỉ từ máy bay mất tích. Các tàu cứu hộ đã được triển khai đến khu vực. RT trích nguồn cơ quan không lưu Nga nói đã mất liên lạc với chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng khi máy bay này vừa cất cánh từ sân bay Sochi. Nguồn tin từ Bộ Khẩn cấp Nga nói với RIA Novosti. Theo thông tin sơ bộ, một máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã biến mất khỏi radar sau khi cất cánh từ Sochi, khoảng 70 hành khách trên máy bay. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có 9 nhà báo cùng nghệ sĩ thuộc Alexandrov Ensemble, đoàn ca múa chính thức của các lực lượng vũ trang Nga trên máy bay. Họ đang trên đường tới tham gia buổi văn nghệ đón năm mới tại căn cứ không quân Nga Hemim ở Latakia, Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang điều phối các nỗ lực tìm kiếm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc. Giới chức Nga đang cân nhắc xem tai nạn là do trục trặc kỹ thuật hay yếu tố con người gây ra. Điều kiện thời tiết tại Sochi thuận lợi cho các hoạt động hàng không và không có chuyến bay dân sự nào bị hủy. Sputnik News nói chiếc máy bay bay được khoảng 20 phút thì biến mất khỏi radar. Chiếc máy bay biến mất khỏi radar khoảng 20 phút sau khi cất cánh. Máy bay cất cánh từ Sochi lúc 5 giờ 20 phút sáng và mất liên lạc vào lúc 5 giờ 40. Hiện tất cả dịch vụ cứu hộ trong khu vực đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Chiếc máy bay này cất cánh trước đó từ sân bay quân sự Chalovsky ở Moscow, ghé đến Sochi để tiếp nhiên liệu. Điểm đến của chiếc Tu-154 được cho là Latakia ở Syria, nơi Nga có căn cứ không quân tại đây. Tu-154 là một máy bay chở khách tầm trung 3 động cơ, được thiết kế từ những năm 1960 và bắt đầu được sử dụng từ thập niên 1970. Trong 4 thập kỷ, hơn 1.000 chiếc Tu-154 đã được sản xuất. Đến năm 2013, hãng sản xuất Aviacore đã giao cho Bộ Quốc phòng Nga chiếc Tu-154 cuối cùng. Chiếc máy bay này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các hãng hàng không Xô Viết và sau này là Nga, chuyên chở 1/2 lượng khách của Aeroflot, hãng hàng không lớn nhất Liên bang Nga. Tuy nhiên, Aeroflot đã quyết định sẽ thay thế Tu-154 bằng các máy bay của Boeing và Airbus với vận tốc 975 km/h. Tu-154 là một trong những máy bay nhanh nhất đang được vận hành. Từ năm 1968 đến nay, có tất cả 39 tai nạn chết người liên quan Tu-154. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân không liên quan đến chiếc máy bay. Ông Vũ Huy Hoàng chính thức bị phê phán trước toàn dân. Thưa quý vị, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 4 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Theo đó, trong nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 có nội dung: Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội, cử tri cả nước do đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ, các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý và đứng đầu. Khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Trước đó, liên quan đến các sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng, Ban Bí thư thống nhất 100% quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Hoàng. 4 nghị quyết Quốc hội công bố gồm: 1. Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong 2 năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.
2. Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội quyết nghị dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội. Quốc hội giao Chính phủ thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện vào kỳ họp thứ tư năm 2017. 3. Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tập trung nghiên cứu sửa đổi những tiêu chí chưa phù hợp của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân người đứng đầu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, nợ động xây dựng cơ bản sai quy định, có hành vi tham nhũng, trục lợi trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 4. Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017 triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau. Đề xuất sáp nhập một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị thính giả, tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng với Quận ủy Bình Tân vào chiều 23 tháng 12, ông Đỗ Văn Đạo đề xuất sáp nhập một số đơn vị hành chính như phường và quận trên địa bàn. Ông Đạo nói, ví dụ có thể sáp nhập quận 4 vào một quận khác, bởi quận này chỉ rộng 4 km², dân số hơn 200.000 người. Nếu so sánh về diện tích, quận 4 nhỏ hơn cả phường Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân nhưng vẫn phải duy trì một bộ máy đầy đủ từ quận xuống 15 phường. Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, 30 năm trước, vấn đề tinh giản biên chế đã được đề cập và hiện nay càng đòi hỏi cấp bách hơn. Ông Đạo nêu quan điểm, trình độ cán bộ, khoa học kỹ thuật được nâng lên, vì thế phải tiến tới sáp nhập đơn vị hành chính để giảm biên chế và gánh nặng cho bộ máy. Bí thư Đinh La Thăng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không máy móc, chỗ nào cần tách thì vẫn tách, chỗ nào nhập thì vẫn nhập. Thành phố sẽ đánh giá lại toàn bộ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhưng đồng thời phải thực hiện được chủ trương tinh giản biên chế. Ông Thăng nói, vấn đề này sẽ cần một đề án tổng thể của thành phố, chứ không làm phân tán từng quận một. Về vấn đề của quận Bình Tân, ông Đinh La Thăng cũng nhắc lại việc đường cao hơn nhà tại đường Kinh Dương Vương, đồng thời yêu cầu quận Bình Tân cùng các cơ quan liên quan của thành phố phải làm dứt điểm vụ việc này. Ông Thăng nói, tất nhiên Sở Giao thông Vận tải và nhiều cơ quan khác có liên quan, nhưng nếu quận vào cuộc kịp thời, chúng ta có ý kiến ngay từ đầu thì chắc là không để tình trạng như vậy. Công chức mà sức nước hoa, đánh phấn loè loẹt rất phản cảm. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa công bố đề xuất về Bộ Quy tắc ứng xử cơ quan, đơn vị hành chính Hà Nội. Theo đó, bản đề xuất này sẽ chính thức được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo đó, Bộ Quy tắc đưa ra các nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ cơ bản như quy tắc ứng xử chung, ứng xử với đồng nghiệp, ứng xử với người dân, ứng xử giữa cơ quan. Bên cạnh các ý kiến đồng tình về Bộ Quy tắc này, không ít người đặt câu hỏi, việc sử dụng nước hoa, mỹ phẩm như thế nào thì được coi là phù hợp. Ai sẽ là người kiểm tra công viên chức có xăm hình hay không? Sáng ngày 24 tháng 12, nói về vấn đề này, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định việc dùng nước hoa phù hợp là không sức quá nhiều gây ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta đều biết ngồi bên cạnh người sức nước hoa nặng quá sẽ khó chịu như thế nào. Ông Động nói, trong cơ quan mà dùng nước hoa nồng nặc, đánh son phấn loè loẹt sẽ rất phản cảm. Môi trường hành chính không nên có những hình ảnh như vậy. Còn việc không xăm hình, trong bộ quy tắc chúng tôi cũng nêu rõ là khuyến khích, chứ không cấm và xử phạt được. Khi phóng viên đặt câu hỏi, ai sẽ giám sát việc thực hiện bộ quy tắc này? Ông Động chia sẻ, khi ban hành bộ quy tắc, các công viên chức sẽ phải tự soi vào. Nếu ai thấy mình làm những việc phản cảm sẽ tự thay đổi. Trường hợp cố tình không thay đổi thì đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị phải lên án hành vi đó. Ông Động thừa nhận đây chỉ là bộ quy tắc, không có hình thức, chế tài xử phạt, nên không có cơ quan, cá nhân nào trực tiếp giám sát, xử lý. Sở mong muốn người dân ủng hộ và đón nhận. Ông Động thông tin. Thủ tướng các đơn vị phải có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt bộ quy tắc này đến từng công chức. Mặc dù không có chế tài xử lý, nhưng chúng tôi yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai bộ quy tắc tại trụ sở làm việc, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện để xếp loại thi đua hàng năm. Cũng theo vị này, sau khi xây dựng xong, Sở đã đăng dự thảo quy tắc này lên cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến.
Tuy nhiên, dự thảo này không nhận được nhiều sự phản hồi từ người dân. Sau đó, sở phải gửi dự thảo xuống từng quận, huyện để chuyển đến các tổ dân phố xin ý kiến. Cán bộ giao thông đề xuất xóa xe biển xanh biển đỏ. Tại hội nghị an toàn giao thông ngày 22 tháng 12, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai, đề xuất xóa biển đỏ biển xanh đối với phương tiện giao thông của các bộ ngành và xe công để thống nhất một loại biển trên toàn quốc. Ông Sơn cho hay, bây giờ ra đường có xe biển đỏ biển xanh, thực tế khi lưu thông trên đường nhiều xe biển xanh vi phạm nhưng không bị xử phạt. Vừa qua có trường hợp người dân phát hiện xe biển xanh vi phạm đã rất bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý. Đồng tình với ý kiến trên, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông C67 khẳng định, quan điểm của lực lượng chức năng là xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó có xe công, xe biển 80 cấp cho các cơ quan trung ương. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã tiến hành phạt nguội, bất cứ ai vi phạm đều bị chuyển giấy phạt về cơ quan. Thiếu tướng Trần Sơn Hà cho biết, hiện có rất nhiều loại biển xe, ông nào ra đường cũng to cả. Sắp tới nếu sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ, các đơn vị chức năng sẽ xem xét vấn đề này. Ông Hà cũng cho rằng nếu sửa luật nên quy định xe con một loại biển, xe tải một loại biển. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội An toàn Giao thông nêu vấn đề ô tô điện, xe đạp máy, xe đạp điện chưa được xếp vào loại xe cơ giới đường bộ. Trong khi đó, ô tô điện là xu thế của thế giới vì bảo đảm môi trường, vì vậy nên có quy định để quản lý các loại phương tiện này. Ngoài ra, theo ông Quyền cần bổ sung quy định về sử dụng ghế ngồi và dây an toàn phù hợp với độ tuổi cho trẻ em khi tham gia giao thông, đưa quy định cấm đeo tai nghe hoặc đeo tai nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vào luật. Máy bay lao xuống đất phát nổ, 19 người thương vong ở Colombia. Thưa quý vị thính giả, trang Daily Mail mới đây đăng tải thông tin cho biết, rạng sáng nay ngày 21 tháng 12 theo giờ Việt Nam, một chiếc máy bay Boeing 727 chở hàng của Colombia đã gặp nạn ở khu vực phía đông nước này. Được biết, sau 3 phút cất cánh, chiếc máy bay do hãng hàng không Aerosur vận hành có hành trình từ khu vực Puerto Carreno gần biên giới với Venezuela đến thủ đô Bogota đã bất ngờ chao đảo và rơi xuống đất, khiến 5 người thiệt mạng, 14 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cách sân bay German Orlando 16 km. Giới chức nước này cho biết thêm, chiếc máy bay đã suýt đâm vào một nhóm người quan sát máy bay khi nó đang cố gắng lấy độ cao. Tuy nhiên, do mất thăng bằng, máy bay này đã đâm xuống đất và phát nổ. Giới chức Colombia đang tích cực truy tìm nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời cho biết người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn này là một kỹ thuật viên máy bay đang bị thương rất nặng và đã được chuyển đến bệnh viện ở thủ đô để điều trị. Trong số người thiệt mạng có cơ trưởng, cơ phó, một kỹ sư và người điều vận. Bà Clinton qua đời và những thuyết âm mưu của năm 2016. Thưa quý vị, Thủ tướng Canada là con Fidel Castro. Bà Clinton đã qua đời, hay ứng viên Tổng thống Mỹ của phe Cộng hòa là kẻ sát nhân. Thuyết âm mưu vẫn là phần không thể thiếu trong năm 2016. Trái đất không phải hình cầu. Đầu năm 2016, ca sĩ B.O.B. đăng tải bức ảnh chụp anh và khung cảnh ở phía xa. Điều gây sự chú ý là trong phần chú thích, ca sĩ này thắc mắc về việc đường chân trời là một đường thẳng. Bức ảnh lập tức gây bão trên các mạng xã hội. Nhiều người xem nó và tin rằng trái đất thực chất phẳng như một chiếc đĩa, chứ không hình cầu như các nhà khoa học khẳng định. Thậm chí còn có một hiệp hội nghiên cứu về điều này. Họ cho rằng trái đất được bao bọc bởi một bức tường băng nhằm ngăn chặn nước từ các đại dương tràn ra ngoài. Thuyết âm mưu tiếp theo là bà Hillary Clinton đã qua đời. Chiến dịch tranh cử của bà Clinton gặp phải nhiều thử thách khi các vấn đề sức khỏe của bà được quan tâm. Trước những bằng chứng cho thấy bà bị viêm phổi và nghi vấn co giật trong lúc gặp gỡ cử tri, nhiều người cho rằng bà đã qua đời. Khoảng tháng 9, tài khoản YouTube Confederate Marshall đã đưa ra lý lẽ nhằm thuyết phục bà Clinton hiện tại chỉ là hình ảnh máy tính và được đóng thế bởi nhiều người. Một số người liền bị thuyết phục, nhất là trong giai đoạn bà Clinton và ông Trump tranh luận trên truyền hình. Dĩ nhiên là chẳng nhiều người dám tin điều này. Một thuyết âm mưu khác có tên gọi là biến đổi khí hậu là cú lừa của Trung Quốc. Khi ông Donald Trump tranh cử Tổng thống và nhắc lại quan điểm của ông về các vấn đề môi trường, nhiều người nhớ lại những dòng trên Twitter của ông năm 2012. Ấm lên toàn cầu là ý tưởng của người Trung Quốc nhằm làm giảm tính cạnh tranh của hệ thống sản xuất tại Mỹ. Ông Trump từng viết như vậy. Theo đó, ông cho rằng người Trung Quốc nghĩ ra biến đổi khí hậu nhằm bắt các nước cam kết giảm sản lượng khí thải và công nghiệp, gây ảnh hưởng nền kinh tế của họ. Ông Trump sau đó đã lên tiếng cho rằng đó chỉ là trò đùa. Nhưng nhiều người không vui với trò đùa này, trong đó có Trung Quốc. Thủ tướng Canada Justin Trudeau là con trai của ông Fidel Castro, là thuyết âm mưu cũng gây nhiều sự chú ý. Thủ tướng Canada nhận nhiều chỉ trích sau khi hết mình ca ngợi nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro khi ông qua đời. Có người đã cho rằng cha mẹ của Thủ tướng Trudeau đã ghé thăm Cuba vài lần và ông chính là con trai của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. Họ còn đưa ra bằng chứng gồm hình ảnh bố mẹ ông Trudeau ở Cuba và so sánh ngoại hình giữa ông và Fidel Castro. Thủ tướng Canada sau đó đã lên tiếng bảo vệ quan điểm về ông Fidel nhưng không nói gì về tin đồn trên. Thuyết âm mưu tiếp theo là ứng viên Đảng Cộng hòa Ted Cruz là sát nhân.
Đầu năm 2016, tin đồn trên mạng xã hội cho rằng ứng viên Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa là sát nhân Zodiac bí ẩn. Zodiac gây ra các vụ án mạng ở California những năm 60 và 70. Hắn gây án rồi viết thư cho báo chí, để lại những mật mã khó hiểu. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tên sát nhân này. Thuyết âm mưu này thậm chí còn lan rộng tới các cuộc họp và gặp gỡ của Đảng Cộng Hòa. Nhiều người bắt đầu so sánh về ngoại hình, tìm mối liên hệ giữa tên Ted Cruz và sát nhân Zodiac. Gần 40% cử tri ở Florida tin vào điều này. Họ chỉ quên rằng ông Ted Cruz sinh năm 1970, trong khi vụ án đầu tiên do Zodiac gây ra rơi vào năm 1968. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Oh,